10 vạn câu hỏi, vì sao sốt xuất huyết? Hiện nay, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tại một số tỉnh thành trên cả nước đang diễn biến phức tạp. Nhiều bệnh nhân đã chủ quan không đi khám và điều trị kịp thời dẫn đến bệnh chuyển biến nặng. Vậy bệnh sốt xuất huyết là gì? Bệnh nguy hiểm như thế nào? Khi mắc bệnh cần xử trí ra sao? 1. Sốt xuất huyết là gì? Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus đen gây ra. Bệnh xảy ra quanh năm, thường phát triển mạnh vào mùa mưa và dễ bùng phát thành dịch sốt xuất huyết. 2. Nguyên nhân sốt xuất huyết Nguyên nhân gây ra sốt xuất huyết là do virus đen. Con đường... virus đen có trong nước bọt của loài muỗi và nhiệt đới, nên ở đâu có loài muỗi này sẽ dễ có sốt xuất huyết. 3. Con đường lây nhiễm bệnh sốt xuất huyết. Đen. Con đường lây lan bệnh là do muỗi và truyền virus đen từ người bệnh sang người khỏe mạnh. Qua vết đốt, virus từ tuyến nước bọt của muỗi sẽ vào máu người rồi gây bệnh sốt xuất huyết. Có... 4. Có mấy loại sốt xuất huyết? Có 4 loại sốt xuất huyết gây ra bởi 4 chủng virus khác nhau là đen 1, đen 2, đen 3 và đen 4. Bệnh nhân nhiễm với chủng virus nào thì chỉ có khả năng tạo nên miễn dịch suốt đời với chủng virus đó mà thôi. Khi gặp hoặc mắc phải chủng virus khác, vẫn bị mắc sốt xuất huyết lại, vì vậy mà một người có thể bị sốt xuất huyết nhiều lần trong đời. 5. Ai dễ mắc bệnh sốt xuất huyết nhất? nguy cơ mắc bệnh sốt xuất huyết có thể tăng cao khi người đó thuộc các trường hợp sau: Sinh sống hoặc thường đi du lịch ở các nước nhiệt đới như khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Đài Loan, các đảo thuộc Tây Thái Bình Dương, khu vực Mỹ Latin, vùng Caribe. Có tiền sử mắc bệnh sốt xuất huyết Người già, trẻ em, người có sức đề kháng kém. 6. Bệnh sốt xuất huyết thường xảy ra khi nào? Bệnh sốt xuất huyết đen thường xuất hiện và gây thành dịch vào các tháng mùa mưa. Nhiệt độ trung bình trong tháng cao, muỗi phát triển nhanh, ở miền Nam và miền Trung bệnh sốt xuất huyết xuất hiện quanh năm, miền Bắc và Tây Nguyên bệnh thường xảy ra từ tháng 4 đến tháng 11. Dấu hiệu cơ bản nhận biết bệnh sốt xuất huyết là đau lưng, mỏi gối, nhức xương khớp, đột một sốt cao, nóng lạnh, sốt liên tục không hạ sốt đau rát họng có thể kèm theo ho khan buồn nôn nôn mửa đau vùng thượng vị và tiêu chảy chín tám triệu chứng bệnh sốt xuất huyết triệu chứng cơ bản báo hiệu sốt xuất huyết là sốt cao liên tục nhức đầu đau cơ và đau xương khớp buồn nôn và ói mưa dễ bị chảy máu cam chảy máu chân răng phát ban đi cầu phân đen mệt mỏi trường hợp nặng gây hò rát họng ho ra máu xuất huyết tiêu hóa suy đa tạng dễ dẫn tới tử vong 9. diễn biến sốt xuất huyết như thế nào Bệnh sốt xuất huyết thường khởi phát đột ngột và diễn biến qua 4 giai đoạn. 1. Giai đoạn ủ bệnh, từ 3 đến 10 ngày có thể kéo dài đến 14 ngày, thường không có triệu chứng. 2. Giai đoạn sốt, người bệnh sốt cao đột ngột, liên tục, có thể có cơn rét run, kèm theo nhức đầu, chán ăn, buồn nôn, đau mỏi cơ khớp và nhức hai hố mắt. Da sung huyết, thường có chấm xuất huyết dưới da, có thể có chảy máu chân răng hoặc chảy máu cam. 3. Giai đoạn nguy hiểm, thường vào ngày thứ 3 đến 7 của bệnh, người bệnh còn sốt hoặc đã giảm sốt, có thể có các biểu hiện lừa đờ, phù mi mắt, tràn dịch màng phổi, màng bụng, gan to đau, có thể có dấu hiệu của xuất huyết niêm mạc và các tạng. 4. Giai đoạn hồi phục Sau 24 đến 48 giờ của giai đoạn nguy hiểm, người bệnh hết sốt, toàn trạng tốt lên, ăn ngủ khá hơn, huyết áp ổn định và tiểu nhiều. 10. Biến chứng bệnh, sốt xuất, xuất huyết Sốt xuất, xuất huyết nếu không điều trị kịp thời dễ để lại những biến chứng nặng nguy hiểm như xuất huyết nặng, chảy máu cam không cầm, rong kinh thường xuyên. Sốt huyết trong cơ và phần mềm, sốt huyết đường tiêu hóa và nội tạng, suy tạng nặng, suy gan cấp, suy thận cấp, tràn dịch màng phổi, viêm phổi cấp tính, rối loạn tri giác, hôn mê sốt xuất huyết thể não, viêm cơ tim, suy tim, sốc giảm thể tích tuần hoàn, rối loạn đông máu, suy tạng, nếu không được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời dễ dẫn đến tử vong. Hiện 11, sốt xuất huyết có nguy hiểm đến tính mạng không? Có, sốt xuất huyết nếu không điều trị kịp thời có thể gây nên các biến chứng nặng, tỷ lệ tử vong cao. Sốt xuất huyết gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như tràn dịch màng phổi, xuất huyết nội tạng, xuất huyết não, suy đa tạng, đặc biệt là việc giảm thể tích máu đột ngột gây sốc dễ gây tử vong. 12. Sốt xuất huyết có phải là sốt siêu vi không? Không, sốt xuất huyết không phải là sốt siêu vi. Sốt xuất huyết và sốt rút sốt siêu vi là hai bệnh khác nhau do các loại virus khác nhau gây ra. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus đen, gây ra bởi vết tu truyền nhiễm là muỗi anh đi mang bệnh. Sốt siêu vi là bệnh lý gây ra bởi nhiều loại virus khác nhau như già nò virus, anh đê virus, ente virus. Đây là những virus có khả năng truyền nhiễm nhanh chóng từ người sang người, có thể gây ra các nhiễm trùng trong cơ thể. Sốt xuất huyết chỉ lây truyền qua mũi đốt, sốt siêu vi thì ngoài lây qua mũi còn qua đường hô hấp, đường tiêu hóa, đường truyền máu. Các triệu chứng sốt siêu vi thường nhẹ và ít nguy hiểm tính mạng hơn sốt xuất huyết. Khi bị sốt siêu vi lòng bàn tay và lòng bàn chân thường lạnh, thời gian bình phục cũng lâu hơn sốt xuất huyết. 13. Sốt xuất huyết có gây viêm họng, ho không? Có, sốt xuất huyết có thể gây đau rát họng và gây ho. Người bệnh sốt xuất huyết thường bị nôn nói nhiều gây ra viêm họng, trong thời gian bình phục sẽ thường bị ngứa cổ, vùng hầu họng bị kích thích, gây ra ho. 14. Sốt xuất huyết có tự khỏi được không? Có, nếu bệnh nhân bị sốt xuất huyết ở mức độ nhẹ hoặc trung bình và được chăm sóc sức khỏe đúng cách, sốt xuất huyết sẽ tự khỏi và hồi phục mà không cần sự can thiệp, hỗ trợ của bác sĩ. Tuy nhiên cần theo dõi diễn biến của bệnh, tránh những biến chứng nguy hiểm của sốt xuất huyết. 15. Tại sao khi sốt xuất huyết Dễ bị co cơ, chuột rút. Khi bị sốt xuất huyết thường bị sốt cao, đổ mồ hôi mất nước nhanh, ở giai đoạn nghiêm trọng có thể dẫn đến đau đầu dữ dội và chuột rút ở cơ. Vì vậy cần cho bệnh nhân uống bù nước, bổ sung nước điện giải Oresol san để ngăn ngừa co cơ chuột rút. 16. Có thuốc đặc trị sốt xuất huyết không? Không, không có một loại thuốc hay phương pháp điều trị nào là đặc hiệu dành riêng cho bệnh sốt xuất huyết cả. Việc điều trị sốt xuất huyết chủ yếu là điều trị theo triệu chứng, nhằm nâng cao sức đề kháng của cơ thể để đẩy lùi bệnh. 17. Điều trị sốt xuất huyết tại nhà như thế nào? Sốt xuất huyết đen chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên chủ yếu là điều trị triệu chứng. Thời gian điều trị từ 7 đến 10 ngày tính từ ngày sốt đầu tiên. Người bệnh có thể tự điều trị tại nhà sau khi được bác sĩ chuyên khoa khám, xét nghiệm và tư vấn kỹ pháp đồ điều trị, gồm những việc chủ yếu sau đây. 1. Cho người bệnh uống đủ nước, bổ sung điện dài khuyến khích người bệnh uống nhiều nước oxy san hoặc nước sôi để nguội, nước trái cây, nước dừa, cam, chanh, yến, sữa hoặc nước chảo loạn với muối. 2. Khi người bệnh sốt, lau người bằng nước ấm nhanh chóng cho mặc đồ rộng thoáng. Uống thuốc hạ sốt paracetamol đơn chất, liều dùng một lần từ 10 đến 15 mg trên 1 kg thể trọng, cách nhau mỗi 4 đến 6 giờ uống một lần. Tuyệt đối không dùng thuốc aspirin, Ibuprofen để điều trị sốt vì có thể gây sốt xuất huyết, toàn máu, rối loạn đông máu, làm bệnh trở nặng hơn. Khi bệnh nhân có phát ban xuất huyết dưới da sẽ có dấu hiệu ngứa ngáy, có thể cho bệnh nhân uống thêm thuốc chống ngứa kháng dị ứng histamin. Trường hợp bệnh nhân bị nhiễm khuẩn nặng gây ra viêm nhiễm phù nề đường hô hấp, ho gió ho khan, có thể cho bệnh nhân uống thêm các thuốc hỗ trợ như thuốc kháng sinh, kháng viêm, thuốc giảm ho. Nên cho người bệnh nằm nghỉ ngơi, tăng cường ăn thực phẩm giàu bơ dâu như thịt, cá, trứng, sữa, thực phẩm, giàu vitamin A, vitamin C, thực phẩm giàu kẽm để tăng sức đề kháng cho cơ thể và thúc đẩy nhanh quá trình hồi phục. Ngoài ăn các thức ăn lòng, mềm, giàu dinh dưỡng như cháo, súp, sữa chua, người bệnh cần lưu ý uống đủ nước. Tình trạng sốt cao làm tăng nguy cơ mất nước nên cần bù nước đầy đủ. Chú ý theo dõi diễn biến của bệnh, nếu bệnh có dấu hiệu trở nặng và biến chứng như sốt cao liên tục không hạ, xuất huyết tiêu hóa đi cầu ra máu, ho ra máu nhiều hay chóng mặt, nôn nói nhiều, cần đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế để được điều trị hỗ trợ hiệu quả. 18. Sốt xuất huyết có được dùng thuốc kháng sinh không? Có nhưng tùy theo tiến triển của bệnh và phải được chỉ thị của thầy thuốc. Sốt xuất huyết có thể gây ra giảm bạch cầu làm tăng, nguy cơ nhiễm khuẩn, gây ra viêm nhiễm đường hô hấp viêm da. Trường hợp người bệnh bị bội nhiễm vi khuẩn, tình trạng nhiễm trùng trở nặng, bác sĩ có thể kê thêm đơn thuốc kháng sinh để hỗ trợ điều trị. 19. Phòng ngừa tại nhà, bệnh sốt xuất huyết. Hiện nay vẫn chưa có vắc phòng bệnh sốt xuất huyết nên các biện pháp phòng bệnh chủ yếu là phòng chống mũi đốt, ngủ trong màn kể cả ban ngày phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh nhà cửa để tránh mũi ẩn nấp, loại bỏ nơi sinh sản của muối, diệt lăng quăng chưa bỏ gậy, thường xuyên thao rửa chung, vại, bồn chứa nước, loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc tự nhiên như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, lốp xe, vỏ xe cũ, hốc tre, bệ lá, thả cá vàng vô dụng cụ chứa nước để diệt lăng quăng bỏ gậy. Tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch sốt xuất huyết. 20. Sốt xuất huyết cần kiêng những gì? Người bệnh sốt xuất, xuất huyết thường có cảm giác chán ăn, đắng miệng, do hệ miễn dịch và sức đề kháng lúc này đang kém nên cần có chế độ dinh dưỡng phù hợp. Người bệnh không nên ăn các loại thức ăn sau. một, Ăn thức ăn hay nước uống có màu nâu hoặc đỏ tiết canh, chocolate, cà phê, các loại đậu sẫm màu vì dễ gây nhầm với triệu chứng xuất huyết tiêu hóa. 2. Đồ ăn nhiều dầu mỡ không có lợi cho cơ thể, làm tăng huyết áp và tăng lượng cholesterol. Điều này cản trở rất nhiều cho việc hồi phục của cơ thể và làm hệ miễn dịch bị suy yếu. 3. Không nên ăn đồ cay nóng. Việc tiêu thụ thực phẩm cay nóng làm axit tích tụ trong dạ dày dẫn đến tổn thương và lết thành mạch, cản trở quá trình hồi phục và chống chọi với bệnh tật. 4. Không uống nước uống ga, nước ngọt, đồ uống có chứa caffeine. Những thực phẩm này làm cho cơ thể mệt mỏi hơn, phá vỡ cơ bắp, không có sức để chống chọi lại bệnh tật. 5. Ngoài kiêng ăn các loại thức ăn trên, người bệnh sốt xuất huyết cần hạn chế để mũi tiếp xúc với da, hạn chế gãi da làm viêm tổn thương da. 21. Người sốt xuất huyết nên ăn gì cho mau khỏi? Chế độ dinh dưỡng giữ vai trò quan trọng giúp người bệnh nhanh phục hồi sức khỏe, giảm nguy cơ biến chứng. Người sốt xuất, xuất huyết nên ăn các thức ăn sau để nhanh khỏi bệnh. 1. Đồ ăn lỏng mềm. Ăn thức ăn mềm, dễ tiêu, đầy đủ dinh dưỡng như cháo, súp, sữa, nên chia thành nhiều bữa nhỏ và tăng cường uống nhiều nước. 2. Sữa và sữa chua. Sữa là thức ăn lỏng dễ tiêu, cung cấp chất dinh dưỡng và nước cho cơ thể. Sữa chua chứa các lợi khuẩn hỗ trợ hệ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch và kháng viêm rất tốt. 3. Rau xanh đây là nguồn bổ sung nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Rau xanh chứa ít calo nhưng rau hàm lượng dinh dưỡng, khoáng chất, chất xơ và các vitamin. Nên ăn các loại rau củ như bông cải xanh, rau bina, súp lơ, rau rền, bí ngô. 4. Thực phẩm giàu sắt giúp bổ máu. Các loại thực phẩm giàu sắt như gan, các loại đậu, thịt, rau có màu xanh giúp tăng hemoglobin trong máu, thúc đẩy sự hình thành của các tiểu cầu nhằm ngăn ngừa chảy máu và mất máu. 5. Trái cây giàu vitamin C các loại thực phẩm giàu vitamin C như ổi, chanh cam có khả năng chống oxy hóa mạnh, tăng cường miễn dịch, vững bền thành mạch, hỗ trợ rất tốt cho việc phục hồi cơ thể sau bệnh sốt xuất huyết. 6. Nước dừa. Dừa là nguồn cung cấp nước tự nhiên, giàu khoáng chất và chất điện giải cần thiết. Nước dừa giàu kali và khoáng chất giúp bổ sung nước cho cơ thể, giảm nguy cơ mất nước của cơ thể. 7. Thực phẩm giàu chất đạm Người sốt xuất huyết nên ăn các loại thực phẩm giàu chất đạm như thịt bò, thịt gà, thịt heo, trứng, sữa và chế phẩm từ sữa, giúp bồi bổ cơ thể để nhanh bình phục. 22. Người sốt xuất huyết có phải kiêng tắm rửa không? Không, khi bị sốt xuất huyết người bệnh bị sốt, đổ nhiều mồ hôi, cơ thể bứt sức, khó chịu. Việc tắm gội vệ sinh cơ thể là rất cần thiết, tuy nhiên cần lưu ý một số điều sau. Không được tắm nước lạnh vì dễ gây co mạch và nhiễm lạnh làm bệnh nặng hơn nên tắm gội bằng nước ấm, tuy nhiên phải tắm nhanh và lau khô người mặc đồ rộng thoáng. 23. Sốt xuất huyết bị ngứa da, có được gãi không? Không, khi sốt xuất huyết có phát ban thường ngoài da bệnh nhân rất ngứa, không được gãi dễ gây tổn thương da, chỉ nên bôi thuốc hoặc uống thêm thuốc chống dị ứng. 24. Sốt xuất huyết, ăn thịt gà được không? Có, thịt gà là một loại thịt bổ dưỡng, giàu đạn lại ít cho lecithin si rất tốt cho người bệnh sốt xuất huyết. Thịt gà ta nên bỏ phần da, lấy phần thịt nạc và chế biến thành món ăn dạng lỏng, mềm, dễ tiêu hóa như món cháo gà, súp gà, miến gà. 25. Sốt xuất huyết có, uống nước dừa được không? Được, nước dừa có chứa nhiều khoáng chất tốt, giúp bổ sung chất điện giải cho cơ thể. Trong trường hợp mất nước do sốt cao, một ngày nên uống một đến hai trái dừa. 26. Sốt xuất huyết, ăn tiết canh được không? Dân gian quan niệm ăn gì bổ lấy. Khi bị sốt xuất huyết, hồng huyết cầu bị suy giảm nhiều. Cần ăn uống bồi bổ cơ thể, phục hồi thể lực. Ăn uống đồ ăn bổ máu là rất tốt. Tuy nhiên không nhất thiết phải ăn tiết canh. Chúng ta có thể ăn các loại thịt đỏ, thịt bò, thịt lợn, thịt dê. 27. Phụ nữ mang thai bị sốt, xuất huyết có nguy hiểm không? Có, sốt xuất huyết khi mang thai có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ bầu và thai nhi, có thể gây tử vong cho thai nhi, làm trẻ sơ sinh nhẹ cân hoặc sinh non. Vì vậy, phụ nữ mang thai nên cảnh giác và phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết. 28. Chữa khỏi sốt xuất huyết rồi, có bị tái nhiễm bệnh lại không? Có, vẫn có thể bị mắc sốt xuất huyết lại. Thực tế có 4 loại sốt xuất huyết gây ra bởi 4 chủng virus khác nhau là đen 1, đen 2, đen 3 và đen 4. Bệnh nhân nhiễm với chủng virus nào thì chỉ có khả năng tạo nên miễn dịch suốt đời với chủng virus đó mà thôi. Khi gặp hoặc mắc phải chủng virus khác, vẫn bị mắc sốt xuất huyết lại. Vì vậy mà một người có thể bị sốt xuất huyết nhiều lần trong đời. 29. Có phải tất cả các loại muỗi đều gây ra sốt xuất huyết không? Không, chỉ có hai loài muỗi thuộc họ chi gồm SN Babictaxi và SIHT -E mang mầm bệnh gây ra sốt xuất huyết. Dân ta hay gọi là muỗi vằn sốt xuất huyết. Các loài muỗi khác thì không gây ra sốt xuất huyết. 30. Người sốt xuất huyết có bị tiêu chảy không? Có, sốt xuất huyết bị tiêu chảy là một biến chứng nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết. Nếu không được điều trị kịp thời, tiêu chảy có thể gây mất nước, mất điện giải và suy dinh dưỡng, khiến cho tình trạng bệnh lý của bệnh nhân trở nên trầm trọng hơn. 31 có cách nào phát hiện sớm bệnh sốt xuất, xuất huyết không? Có, để phát hiện sớm sốt xuất, xuất huyết, y học dùng nghiệm pháp dây thắt. Thao tác thực hiện đơn giản như sau. Khi có dấu hiệu sốt dài ngày thường là ngày sốt thứ ba, ta dùng sợi dây cao dâu hoặc chiếc bao tay cao su cột ngay vị trí cẳng tay, phía trên làn chỉ cổ tay ba xiêm. Người bệnh tay thả lỏng, sau 5 đến 10 phút thì cởi dây buộc ra, giơ tay lên cao cho máu lưu thông. Chúng ta tiến hành đến nốt ban đỏ ở cánh tay. Từ 5 đến 9 nốt chia 1 cm vuông thì nghi ngờ sốt xuất, xuất huyết từ 10 đến 19 nốt 1 cm vuông, dương tính 2 cộng, nhiều hơn 19 nốt trên 1 cm vuông, dương tính 3 cộng thì chắc chắn đã bị sốt xuất huyết. 32. Có nên cạo gió khi bị sốt xuất huyết không? Không nên cạo gió khi bị sốt xuất huyết, bởi phương pháp này có thể làm đau, tổn thương da và có thể gây chảy máu, bệnh trở nên trầm trọng hơn. 33. Khi bị sốt xuất huyết, có nên xông hơi thải độc không? Không nên, vì khi sông hơi, cơ thể bị tháo mồ hôi, dẫn đến thiếu hụt nước và điện giải, làm có rút cơ và bệnh trở nặng hơn. 34. Nên phun thuốc diệt muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết vào giờ nào? Loài muỗi sốt xuất huyết hoạt động vào ban ngày, mạnh nhất vào những giờ đầu buổi sáng vì sau một đêm động nghỉ muỗi đã bị đói. Tiếp theo vào thời gian trước lúc mặt trời lặn, để diệt loài muỗi này có hiệu quả nên phun thuốc vào buổi sáng. 35. Các loại thuốc phun diệt muỗi sốt xuất huyết có an toàn với con người không? Có, các loại thuốc diệt côn trùng hiện đang được sử dụng đều đã qua các cuộc thử nghiệm, nghiêm ngặt bởi Tổ chức Y tế Thế giới và được các cơ quan chức năng của Việt Nam cấp phép lưu hành. 36. Khi phun hóa chất diệt muỗi, sốt xuất huyết cần lưu ý những gì? Cần che đậy, thu dọn thực phẩm, nước uống, đóng cửa sổ khi phun trong nhà, ra khỏi nhà, tránh tiếp xúc trực tiếp hóa chất. Người trong gia đình chỉ vào nhà sau 60 phút kể từ khi phun hóa chất. Ấm đăng ký kênh Dược Sĩ Luận để biết nhiều điều hay mỗi ngày hãy chia sẻ ngay điều hữu ích này để giúp đỡ được nhiều người hơn nha cảm ơn và hẹn gặp ở video tiếp theo